Xin chào mọi người và nhất là các em trai, em gái tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Đây là video clip anh Ba Tử Vi chia sẻ với mọi người về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm, năm Canh Tý năm 2020. Một trong những cái năm mà các em trai và em gái rơi vào tam tai năm nặng. Tại vì tỷ Dậu Sửu 3 tuổi này sẽ chịu tam tai vào các năm 2019, 2020 và 2021. Thì năm 2019 thì của những người tuổi Tỵ chịu nặng, 2020 là của những người tuổi Dậu và 2021 là của những người tuổi Sửu. Đặc biệt là cả nam lẫn nữ của cái tuổi Quý Dậu của các em đó, thì chịu sự chi phối của hai cái sao chủ của năm. Một là nam dướng là hậu nặng nề nhất và nữ thì dướng kế đô. Cho nên là anh cũng nhận rất là nhiều cái yêu cầu của những cái người hàng chính, là đặc biệt là 93 này, than vãn là trời ơi anh ơi làm video này kia. Thì đầu năm có thể là chắc là anh sót, anh chưa làm, với quỹ thời gian nó không quá nhiều, cho nên là thấy là yêu cầu than vãn nhiều, chứ có để ý nhiều. Thì năm nay thì trong lúc làm video này thì anh tìm hiểu thì anh thấy rõ ràng là các em năm nay vừa bị chịu tam tai năm nặng, sao chủ là hai cái ngôi sao xấu, một xấu nhất cho nam và cái xấu nhất cho nữ, thì rõ ràng là không la làng cũng không được, không gặp nhiều cái sự khó khăn cũng không phải. Đối với 10-20 năm về trước, những người mà cỡ 26-27 tuổi, cái tuổi giai đoạn mà trước 30 như thế này thì không phải là những người làm ăn lớn được. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, cái môi trường xã hội hiện tại thì ở giai đoạn này thì các em làm sung mãn về tài lộc, làm rất là nhiều cái điều to lớn. Thậm chí là anh có quen nhiều người ở trong cái tuổi Quý Dậu này làm chủ, đặc biệt là nữ mạng rất dễ làm chủ hoặc là có nhiều cái thuận lợi. Tuy nhiên Quý Dậu đẹp mã, nữ mạng đẹp mã nhưng mà lại không tốt đẹp lắm về cái đường tình duyên. Anh cũng biết nhiều người tới từng tuổi này rồi vẫn chưa đi đến đâu, chưa ngã ngủ, dù rằng đó là tình duyên đi ngang mình rất là nhiều ha. Thôi thì bây giờ thì trở lại đi, chứ mà nói nữa một hồi nữa là cái video này nó sẽ đi tới nguyên cả cuộc đời luôn, là chết luôn đó. Rất là dài. Thôi thì bây giờ mình sẽ tổng hợp lại cái tử vi của cả năm, sau đó mình đưa vào cái vận hạn 6 tháng cuối năm. Rõ ràng với phần đầu năm thì tổng hợp lại thì nhìn thấy với những cái bất lợi về sao mạng vận niên hạn đồ này kia, thì rõ ràng là người Quý Dậu cả nam lẫn nữ đều rất là khó khăn, chịu rất là nhiều cái mệt mỏi. Nữ mạng thì thị phi ha, buồn phiền về gia đạo tình cảm, nam mạng thì làm ăn không được rồi. Đầu tiên hết á, thì là xét cái về cái trụ mạng. Khi mà người Quý Dậu là người mệnh kim, kiếm phong kim, mà kiếm phong kim gặp cái năm Tân Sửu là một năm thổ, năm Canh Tý là một năm thổ, thì thổ sinh kim, chứ là người tốt, chủ về tất cả mọi việc đều thuận lợi cho bổn mạng và sức khỏe, không có vấn đề nặng nề. Năm nay có nạn đi nữa thì người Quý Dậu cũng sẽ không có sợ là mình mất mạng, trừ những cái người mà có cái số mệnh, có cái mệnh chủ bị suy yếu chết non thì mình không nói, sinh vào những ngày chết non hay là như nay kia thì mình không nói. Còn đây là những người mình đang nói cho những người trung bình thôi. Và sẵn đây mình cũng nói luôn, trong lá số thì như thế này, có nhiều người nghĩ rằng là lá số của mình là chết non thì trước sau mình cũng chết sớm. Thật sự mà nói như lá số của bản thân anh thì sư phụ anh chỉ chấm tới năm 33 tuổi, 33 tới 35 tuổi thôi, vì là nói rằng chắc là nghĩ là năm đó anh sẽ chết. Mà đúng thiệt, năm đó là anh bị chấn thương sọ não, anh té từ sân thượng của lầu, tính ra là khoảng 20 mét rớt xuống đất, đúng không? Nhưng mà chắc là do tu cũng được đường, cũng có chút phước cho nên là sống tiếp. Đừng nghĩ rằng mình có lá số là cái gì đó, mình sẵn mình chia sẻ thôi nha, là không có tốt, có cái bộ mạng không có ấy thì làm như thế nào cũng không thay đổi được. Mình xin thưa là đức năng thắng số. Riêng về cái gì mình không nói, nhưng mà nhân quả là chắc chắn có.
mình gieo một cái hạt nhân tốt thì chắc chắn mình sẽ có cái quả tốt. Vấn đề là mình gieo đủ cái nhân chưa, đúng không? Mình đủ cái đức chưa để mà thắng cái số mệnh của mình hay chưa thôi. Cho nên là muốn biết đủ hay chưa thì cứ làm thêm thôi, chứ đâu biết chừng nào đủ mà thật không đâu, đúng không? Rồi trở lại, sao chủ của nam thì La Hầu mà nữ thì Kế Đô, đây là hai cái phá và bại tinh hàng đầu của nam và nữ. Kế Đô La Hầu của nam thì đem đến ốm đau rối rắm, kết hợp với hạng tam kheo xây sát tay chân thì coi chừng trong cái người Quý Dậu, nam mạng có thể gặp tai nạn, đặc biệt là cái tháng 8 âm lịch sắp tới. Rồi nữ mạng thì cũng không khác gì với Kế Đô, rối rắm nạn tai thị phi tai tiếng đó. Rồi hạng của nữ thì Thiên Tinh, đem lại rối rắm tranh chấp, coi chừng đáo tụng đình đó. Rồi ok, vận niên là vận niên Cẩu Cuồng Phong, một trong những cái vận niên khá là xấu, đụng cái gì cũng như chó điên, mình cứ nghĩ là chó điên, hôm nay năm nay mình cũng dễ bị điên tiết, rồi mọi chuyện nó không tốt đẹp. Rồi Thiên Can thì quý gặp canh thì không xung không hợp là trạng thái không mạnh tự chủ Địa chi Dậu gặp Tý, Tý ngọ mẹo Dậu, nằm trong bộ tứ hành xung. Rồi Tý gặp Dậu là phạm thái tuế, rồi gọi là tam tai, dễ có buồn phiền trong gia đạo tình cảm, ốm đau khó khăn đó. Nhìn chung cái tử vi của cả năm của người Quý Dậu thì xấu đề, mạng sao hạng vận niên Thiên Can, có được cái Thiên Can là không có gì rắc rối thôi, chứ không được tương hợp nữa, chỉ là bình hòa thôi, còn lại thì cái gì nó cũng xấu ha. Có mạng là một, mà sao hạng ha, vận niên, rồi địa chi, có nổi cái Thiên Can, có sáu cái thì năm cái xấu ha. Thì hỏi sao mà không gặp rắc rối trong những cái tháng đầu năm, đặc biệt là tháng năm tháng 2, tháng 5 ha. Rồi bây giờ tiếp tục vào 6 tháng cuối năm. Tháng đầu tiên của 6 tháng cuối năm đó là tháng Giáp Thân, tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn đối với người Phật giáo. Tháng Giáp Thân là một tháng thủy, như vậy xét về bệnh bổn mệnh là sao, người mệnh kim của mình gặp tháng thủy là sinh xuất, bổn mạng sinh xuất, cẩn trọng bổn mạng, sức khỏe suy hao, tai nạn và bệnh nạn nhưng nhẹ thôi, không có lớn nạn ha. Thiên Can Giáp Quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của Giáp là Mộc, Quý là Thủy, cho nên là sinh xuất về nạp âm ngũ hành. Cho nên đây là tháng, tuy là tháng không nặng về bổn mạng nhưng coi chừng suy hao về tài lộc. Thân Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không xung khắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm trong tháng 7 âm lịch này chắc cũng không có gì rối rắm thêm nữa so với những cái tháng vừa rồi ha, ổn đi. Rồi tháng đó là tháng 7 đến tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tháng Ất Dậu, tháng tuổi của mình. Tháng Ất Dậu tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy xét về trụ mệnh là mệnh kim của các em sinh thủy, cho nên là bổn mạng tiếp tục là sinh xuất, cẩn trọng bổn mạng, sức khỏe suy hao, tai nạn và bệnh nặng nhưng nhẹ thôi, không có ăn nề gì ha. Thiên Can Ất Quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, khá giống với tháng 7 thì Giáp Ất thì thuộc Mộc, Quý thì thuộc Thủy, cho nên là âm ngũ hành tiếp tục là bị sinh xuất trong Thiên Can. Như vậy là cũng giống tháng 7, dễ suy hao tài lộc, một là nhỏ, hai là nằm trong cái sự tính toán của mình, của các em, hoặc là đây là một cái mối đầu tư cho lâu dài. Rồi địa chi tuổi Dậu gặp tháng Dậu, năm sinh tháng tuổi, cẩn thận chuyện không vui trong tình cảm gia đạo, cẩn trọng lời ăn tiếng nói thị phi cho cả nam lẫn nữ, chứ không phải là nữ không, vì nam La Hầu nữ Kế Đô thì cũng như nhau, cái thị phi miệng tiếng nó đi chung với cái sau đó ha. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch, tháng Bính Tuất, tháng Bính Tuất thì là một tháng thổ, tháng thổ của năm thổ, mình mệnh kim, như vậy là thổ sinh kim, bổn mạng được tương sinh, sức khỏe bổn mạng tốt,
đặc biệt là phúc tinh và tài tinh nhờ cái bộ mạng được tương sinh, năm tương sinh mệnh của mình, rồi bây giờ tháng tương sinh nữa thì sẽ tốt đẹp hơn, phát huy cái khả năng của nó, có thể đẩy lùi phá và bại tinh. Nhưng mà phá về bại tinh của mình là phá bại tinh chủ, sao chủ, cho nên là có đẩy thì chắc cũng không đẩy được bao nhiêu đâu, nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Rồi thiên can bính quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Ok, về công việc thì cũng không có tiến triển tốt lên, cũng không xấu đi nữa ha, gọi là bình bình đó. Rồi bớt xấu là các em mừng rồi ha. Địa chi Dậu Tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hạ cũng không xung khác nhau, cho nên gia đạo tình cảm của cái tháng 9 đỡ đần hơn tháng 8 rất là nhiều. Đó là những cái điểm tín hiệu tích cực ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 10. Tháng 10 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020 tính là tháng Đinh Hợi, mà tháng Đinh Hợi là tháng Thổ. Như vậy là sao? Thổ sinh kim tiếp, bổn mạng sức khỏe tốt, phúc tinh và tài tinh cũng sẽ được hưởng lợi giống như cái tháng 9. Ok, tốt. Thiên can quý sẽ khắc chữ đinh, chữ quý của quý dậu sẽ khắc chữ đinh. Thiên can khắc tháng, công việc nhiều rối rắm, cẩn thận suy hao tài lộc. Đây là cái thiên can của mình khắc tháng ha, cho nên là có công việc có sự rối rắm gì nữa thì mình vẫn trong tầm khống chế, hoặc là mình phải tốn tâm tốn sức đi giải quyết. Chứ nếu mà chữ mình là chữ đinh, tháng là tháng quý thì là mà đặt ha, khi mà tháng nó khắc mình là mà thân nữa. Rồi địa chi Hợi Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc nhau, như vậy thì gia đạo tình cảm sẽ là một tháng tốt nữa, không có vấn đề gì ha. Rồi tiếp tục là tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Mậu Tý, tháng Tý của năm Tý. Tháng Mậu Tý chắc chắn là tháng hỏa. Như vậy là sao? Khác về chủ mạng là hỏa của tháng khắc kim. Tháng khắc bản mệnh, bổn mạng không tốt, cẩn trọng sức khỏe, đề phòng những tai nạn bản thân. Nên nhớ đây là năm tam tai năm nặng. Cả hai ngôi sao cho nam lẫn nữ, nam La Hầu, nữ Kế Đô, đều là hai cái ngôi sao đem đến rối rắm và nạn tai. Nữ thì còn có thị phi tai biến, cho nên là tháng này với cái bổn mạng tương khắc vậy, phúc tinh và tài tinh coi như là mất cái tác dụng. Cẩn thận cái miệng tiếng và tai nạn phạm thân. Thiên can thì rất là ok với chữ Mậu của Mậu Tý, hợp chữ quý, thiên can thuộc ngũ hợp. Đây là một cái điều tích cực. Tuy là sẽ tốt ở trong công việc đó, khi thiên can mà gặp ngũ hợp thì cái chủ thiên can nói về công việc tài lộc thì nó sẽ ổn định, nhưng mà ngược lại thì cẩn thận về bộ mạng sức khỏe dần. Địa chi Tý Dậu thì đây là địa chi thuộc nhóm tương hại. Tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nhau ở trong cái cuộc sống, cho nên gia đạo tình cảm dễ gặp chuyện buồn phiền. Nữ mạng thì đề phòng tai tiếng thị phi với bên chồng ha, đặc biệt là các em đã có chồng. Rồi tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020, tháng Chạp, tức là tháng Kỷ Sửu. Tháng Kỷ Sửu tiếp tục là một tháng hỏa, cho nên về bổn mạng là sao? Hỏa khắc kim, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng không tốt, cẩn thận sức khỏe, đề phòng tai nạn phạm thân. Đây là một cái điều không có vui vẻ gì cho lắm đâu ha. Rồi thiên can thì chữ Kỷ của Kỷ Sửu khắc chữ quý. Tháng khắc thiên can, công việc cẩn thận nhiều khó khăn, dễ lâm vào bế tắc. Đối với nam mạng cẩn thận vướng pháp luật ha, đáo tuần đình. Đây là một cái tháng khá là mệt mỏi ở trong công việc. Thay vì tháng tháng trên thì thiên can nó bị tháng thiên can thuộc ngũ hợp, thì tháng này thì thiên can bị tháng khắc, khó là khó khăn. Địa chi Sửu với Dậu là thuộc nhóm tam hợp thì Dậu Sửu. Đây là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu, mà nó còn đôi khi nó đây là một cái tháng dễ có quý nhân giúp đỡ nếu mà khó khăn. Hy vọng với cái địa chi tam hợp này phần nào có được cái mối quan hệ để mình khắc chế cái thiên can bị thương khắc. Nhìn chung ở trong cái 6 tháng cuối năm còn lại của năm Canh Tý năm 2020, với cái tuổi chịu tam tai năm nặng, Quý Dậu sinh năm 1993, cả nam lẫn nữ mạng đều khá tốt đẹp ở trong cái
gia đạo và tình cảm. Chỉ có khó khăn ở cái tháng tháng tuổi là tháng 8 và tháng 11 một tí xíu thôi, còn lại thì đa phần là tốt đẹp. Tuy nhiên là tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020 và tháng 10, tháng 12 thì nhớ cẩn thận về công việc và tài lộc. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi Quý Dậu, một trong những cái tuổi năm nay xấu không chắc nằm trong top 5 phải chính xác là vậy, xấu nằm trong top 5. Hy vọng rằng là các em sẽ tận dụng được cái kiến thức nhỏ mà anh đã chia sẻ để mà ứng dụng vào những cuộc sống của mình, để mình biết cương nhu làm ăn làm sao cho nó thuận lợi, đỡ đần bớt cái sự khó khăn, hạn chế bớt cái sự mà suy hao tài lộc, sức khỏe và bổn mạng của mình. Mọi người xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Quý Dậu khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống cũng như Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.